Ender Trai hay anh bầu tên thật là Bùi Thế Anh sinh ngày 18 tháng 6 năm 1987, chuẩn bị bước sang tuổi 36. Có thông tin cho rằng chiều cao Ender Trai hang cao 1m81cm. Ender sinh ra và lớn lên ở thành phố Toronto thuộc Canada và cũng có ý kiến nói Ender Trai hang quê ở Hải Phòng, Việt Nam, sau khi anh trở về Việt Nam định cư và xây dựng sự nghiệp và đã có hơn 15 năm gắn bó với người ta. Giác với các rapper sinh sống tại nước ngoài, anh đạp hoàn toàn bằng tiếng Việt và sở hữu lượng fan đông đảo cả ở Việt Nam và Bắc Mỹ. Ender Raihan giàu trở một đại gia trong nghề hát tuy không ai biết được gia thế Ender Raihan. Trung thành với phong cách âm nhạc ăn chơi, xa hoa, đầy phóng khoáng, nó đã khiến Ender được nhiều người gọi với trái tình nam rapper đào hoa nhất nhì showbiz. Hiện nay, trong giới underground chưa có gương mặt nào có thể sánh vai với Ender trong phong cách này. Cuộc chạm trán giữa Ender và Bray tại Rap Việt mùa 3. Mới đây, Ender và Bray xuất hiện trên chương trình Rap Việt mùa 3 với tư cách là huấn luyện viên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giữa hai người đã từng có nhiều mâu thuẫn năm 2013 khi mới vào nghề, BJ và nhóm rap của mình ra mắt hàng loạt các sản phẩm tôn kích Ender. Số lượng những bài rap đích, Ender nhiều tới mức có thể gặp thành một mixtape. Sau hơn 10 năm không đụng độ, Ender và BJ bất ngờ hồi ngộ tại các việc mùa ba, cả hai khiến danh tình không khỏi phấn khích, tò mò về mối quan hệ của Ender trai hen và BJ. Trả lời cho các câu hỏi đó, được biết Ender rất thoải mái khi nhắc về các mâu thuẫn trong quá khứ và chia sẻ rằng bản thân cũng đã qua cái tuổi để đáp trả lại những bài rap đích của BJ. Cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai năm rapper này đã thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả, người yêu của Ender Raihan. Ender và Minh Tú từng có khoảng thời gian yêu nhau khi Ender vừa mới trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, còn Minh Tú khi ấy mới dấn thân vào nghề người mẫu. Khi ấy người yêu của Ender Raihan là người mẫu Minh Tú nhưng trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai chưa từng công khai mối quan hệ trước công chúng. Mãi đến sau này khi đã đường ai nấy đi, Ender mới thừa nhận đã từng yêu Minh Tú. Dù đã 9 năm chia tay, nhưng mối tình Ender Raihan Minh Tú vẫn làm người hâm mộ bất ngờ suốt thời gian dài. Tuy vậy hiện tại họ vẫn tương tác qua lại trên mạng xã hội và khiến không ít người thắc mắc về mối quan hệ của hiện tại của họ. Khi được hỏi về tin đồn tái hợp trong một tóc show năm 2021, Minh Tú người yêu cũ của Ender Ryan khẳng định, trong suốt 7 năm sau khi chia tay, tụi em vẫn là bạn của nhau. Bên cạnh đó, nàng mẫu cũng thoải mái khi đăng tải một số story thân mật của hai người Minh Tú Ender Ryan kèm các bạn thân. Như vậy, có thể thấy cả hai vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và ủng hộ nhau trong cuộc sống. Năm 2008, Ender từng khuấy đảo nền âm nhạc Việt khi cho ra mắt bản hit tiểu thuyết tình yêu và gây tiếng vang lớn, giúp anh trở thành một trong những cái tên dẫn đầu xu hướng nhạc rap thời kỳ đầu. Ender Ray right hay bài hát dễ dàng nổi tiếng với lối chơi chữ đơn giản, lyric thể hiện sự ăn chơi, quyến rũ. Sau đó anh tiếp tục gây thương nhớ khán giả với một số sản phẩm nổi tiếng.